tội cho chu góc anh quá chờ chẽn ai là người đứng sau. Sáng ngày 8 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án Việt Á, sau khi kết thúc phần xét hỏi, hội đồng xét xử tuyên bố chuyển sang phần tranh luận, và đại diện viện kiểm sát trong vai trò công tố đã đề nghị mức án đối với 38 bị cáo. Đại diện viện kiểm sát đánh giá đây là vụ tham nhũng có hệ thống với hàng loạt cán bộ tha hóa biến chất cấu kết với tư nhân để gây ra những sai phạm nhức nhối cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước. Luật sư đề nghị cho cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được hưởng án bằng thời gian tạm giảm. Đây là vụ án mà người dân rất quan tâm bởi tính đặc biệt nghiêm trọng cùng với sự tham gia tiếp tay của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng. Đồng thời công luận cũng đòi hỏi cần phải có những bức án cao nhất dành cho những kẻ cầm đầu đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long là một trong ba cựu Ủy viên Trung ương Đảng bị xét xử trong vụ án này từ 19 đến 20 năm tù do đã nhận hối lộ 51 tỷ đồng tương đương 2,2 triệu đô la Mỹ. Hai cựu ủy viên Trung ương Đảng còn lại là cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã nhận hối lộ 4 tỷ đồng cựu Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ Chu Ngọc Anh bị đề nghị từ 3 đến 4 năm với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Phản ứng của dư luận xã hội ngay sau đó cho rằng ngoại trừ mức án đề nghị cho Nguyễn Thanh Long của Viện Kiểm sát còn tạm chấp nhận được, còn mức án đối với các bị cáo Phạm Xuân Thăng, Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc không tương xứng với hành vi phạm tội của họ. Vậy mà, tờ báo Lao động vào ngày 9 tháng 1 đưa tin Luật sư đề nghị cho cựu Bộ trưởng Trung Ngọc Anh được hưởng mức án bằng thời gian tạm giảm. Bản tin cho biết sáng ngày 9 tháng 1, phiên tòa xét xử hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh và ba sáu bị can trong vụ án Việt Á tiếp tục phần tranh luận các luật sư nêu quan điểm bảo chữa cho thân chủ của mình. Theo đó, luật sư bảo chữa cho cựu Bộ trưởng Trung Ngọc Anh cho rằng lỗi sai phạm của thân chủ không nguy hiểm đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi ai cũng biết, bị cáo Chu Ngọc Anh bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Ngoài ra trước đó, bị cáo Chu Ngọc Anh đã bị Bộ Công an khởi tố tội nhận hối lộ 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt ngay tại phòng làm việc của mình. Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị cảnh sát áp tải vào tòa. Công luận thấy rằng việc Bộ Công an bỏ qua tội danh nhận hối lộ của ông Trung Ngọc Anh mà chỉ coi đó là nhận quả biếu, không có đòi hỏi hay tác động là làm việc thiếu công chính. Cộng với việc đề nghị cho cựu Bộ trưởng Trung Ngọc Anh được hưởng án bằng thời gian tạm giam của luật sư thực ra là hành động trà đạp lên luật pháp và dư luận xã hội cũng như những tội mà ông này đã gây ra cho người dân cả nước. Chắc chắn nếu không có ai đó bật đèn xanh thì luật sư của ông chủ Quốc Anh không dám liều mạng đề nghị như thế. Chuyên trang tin nhanh chứng khoán Việt Nam, phụ bản của báo đầu tư trong bài viết Các cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ dính gì để kit xét nghiệm COVID-19 ở Việt Á. Cho biết, theo giới khoa học, những thành phần chính của bộ kit xét như sinh phẩm, thành phần tham gia phản ứng vân vân Việt Nam không sản xuất được nên phải mua về để phối trộn. Cụ thể vào tháng 1 năm 2022, Tổng cục Hải quan công bố số hàng nhập khẩu của công ty Việt Á với tỷ lệ 100% hàng nhập từ Trung Quốc và nhiều nước khác từ năm 2017 tới năm 2021, bao gồm bộ thành phẩm Quay thử test nhanh xét nghiệm dương tính kháng nguyên virus COVID-19 và nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên vật liệu sản xuất sinh phẩm chuẩn đoán xét nghiệm với tổng kim ngạch nhập khẩu 286 tỷ đồng. Điều này cho thấy rõ ràng công ty Việt Á của Phan Quốc Việt cũng chỉ mua sinh phẩm từ nước ngoài về rồi phối trộn để thành kit xét nghiệm COVID-19. Vậy tại sao Trung Ngọc Anh lại biến kit xét nghiệm Việt Á thành kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Made in Việt Nam để dẫn tới con số gần 19 tỷ đồng ngân sách bị trì xài mục đích? Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc không bị truy tố tội nhận hối lộ có đúng hay không? câu trả lời là không. Theo giới luật ra, tại thời điểm công ty Việt Á chuẩn bị thủ tục hồ sơ để đăng ký kinh doanh sản xuất, buôn bán kit xét nghiệm, ông Trung Ngọc Anh là Bộ trưởng Bộ khoa học Công nghệ và ông Phạm Công Tạc là Thứ trưởng của Bộ này. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một lãnh đạo đầy tài tiếng. Tờ báo Thanh niên cho hay, theo báo buộc, hai bị cáo biết rõ về đề tài nghiên cứu, kit xét nghiệm thuộc quyền sở hữu của nhà nước sau khi được cấp dưới tham mưu vẫn ký các quyết định giao cho công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y. Với chuỗi hành vi giúp sức đã nêu trên, ông Trung Ngọc Anh bị cáo Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã cảm ơn 200.000 đô la tương đương 4,6 tỷ đồng. Ông Phạm Công Tặc được cảm ơn 50.000 đô la tương đương 1,1 tỷ đồng. Theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, quy định về mức hình phạt cho tội nhận hối lộ như sau. Khoản 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên. Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Đừng quên đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã làm ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dân Việt Nam, góp phần làm cho hơn 4 vạn đồng bào phải chết oan ức vì sự vô trách nhiệm của nhà nước Việt Nam trong việc xử lý đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Chạy tội cho Trung Quốc Anh quá trời chẽn, ai là người đứng sau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm Quốc hội chuẩn bị kỳ họp bất thường vì sao rộ tin đồn Tổng Bí Thư Trọng sắp nghỉ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp này dự kiến khai mạc vào ngày 15 tháng 1, bế mạc vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. Tờ báo Việt Nam Net vào ngày 7 tháng 1 đưa tin với tiêu đề kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 khai mạc ngày 15 tháng 1. Bản tin cho biết tại phiên họp tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội đề nghị chính Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 xem xét thông qua dự thảo luật đất đai có sửa đổi, dự thảo các tổ chức tín dụng sửa đổi nếu đủ điều kiện. Kỳ họp quốc hội bất thường lần thứ 5 sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 1, hứa hẹn nhiều diễn biến bất ngờ. Theo đó, chiều ngày 8 tháng 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp lần thứ 29 để cho ý kiến về việc chuẩn bị cho vụ kỳ họp bất thường này, đồng thời xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo giới quan sát, nếu suy luận rằng phương pháp loại trừ dựa trên căn cứ mức độ quan trọng của kỳ họp bất thường lần thứ 5, liên quan đến các vấn đề về nhân sự, nếu có thay đổi thì các chức danh liên quan đến nhân sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đó có thể là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Quốc ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội. Còn các chức danh quan trọng của nhà nước như Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội v.v. đều có sự thay đổi thì theo lệ thường, quy trình nhân sự cấp cao sẽ diễn ra theo các trình tự như sau. Ban đầu, Ban chấp hành Trung ương sẽ bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng vào các chức danh tại hội nghị Trung ương sau khi được trung ương đảng thông qua nhân sự đó sẽ được đưa ra để quốc hội thực hiện thủ tục phê chuẩn và bổ nhiệm vậy tại sao trên mạng xã hội trong những ngày qua tại các diễn đàn chính trị dân cư mạng ban tán rất sôi nổi rằng quốc hội chuẩn bị kỳ họp bất thường này để sẽ diễn ra và xem xét công tác nhân sự đồng thời có tin cho rằng ông tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam có nhiều dấu hiệu cho thấy là sắp nghỉ theo giới quan sát có một biểu hiện rất rõ nét đó là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ đầu năm 2024 không xuất hiện trên truyền thông nhà nước. Lần cuối cùng Tổng Bí thư xuất hiện tại hội nghị đại hội biểu đại hội toàn quốc của Hội nông dân Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 26 tháng 12. đáng chú ý ông Nguyễn Phú Trọng đã không tham dự và phát biểu tại một hội nghị quan trọng của chính phủ và các lãnh đạo địa phương thường niên. Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ trái với điều lệ của Đảng. Được biết tại hội nghị chính phủ và chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trên cả nước vào năm 2024, hội nghị này có đầy đủ các ban bệ, các ủy viên bộ chính trị, thành viên ban bí thư vân vân. Ngoài ra còn có các ủy viên trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, bí thư thành ủy, tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố được thuộc Trung ương. Tuy nhiên, không có sự hiện diện như thường lệ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lễ khai mạc hội nghị này, Ban tổ chức đã thông báo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng đến hội nghị và đánh giá kết quả của năm 2023 có thể nói cao hơn năm 2022. Đồng thời, Tổng bí thư còn giao nhiệm vụ cho chính phủ không được chủ quan, thỏa mãn mà phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để năm 2024 lại có kết quả cao hơn năm 2023. Có thể liệt kê ra những sự kiện mà Tổng Bí thư tham gia gần đây theo truyền thông nhà nước đưa tin cụ thể như sau. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, Tổng Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững chắc, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị vào năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị này. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn chủ trì hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội vào năm 2023 xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ vào năm 2024. Và lần cuối cùng, Tổng Bí thư xuất hiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 26 tháng 12. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện lần cuối tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam vào ngày 26 tháng 12. Công luận cho rằng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước sang tuổi 80. Hiện nay, ông đang nắm giữ rất nhiều vụ cũng như quyền lực hàng đầu của bộ máy đảng và nhà nước Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, vân vân. Cũng xin được nhắc lại, cũng do tuổi cao sức yếu, vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, trong chuyến thăm kinh lý tới Kiên Giang, quê hương của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một tai nạn đã xảy ra đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 75 của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ thể nhẹ, sau đó phục hồi sau khoảng một tháng. Tuy nhiên, di chứng vẫn còn đó. Ông vẫn rất yếu và đi lại phải có người dìu. Người ta vẫn thường nói người già như trái cây chín vậy, như ngọn đèn tàn trước gió. Đây là lý do khiến dư luận lo lắng rằng sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có vấn đề. Bất chấp các đồn đoán cho rằng các bác sĩ Trung Quốc đảm bảo ông Trọng sẽ thọ trên trăm tuổi, như tuổi thọ của đa số lãnh đạo tại Bắc Kinh. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Quốc hội chuẩn bị kỳ họp bất thường vì sao dỗ tin đồn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp nghỉ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo đ để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.